Thưa quý vị, vụ sập cầu Phong Châu xảy ra vào mùng 9 tháng 9 đã làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người dân hai huyện Tam Nông và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Giờ đây, việc di chuyển để học tập, làm việc khó khăn vất vả hơn nhiều lần. Với người dân, mong muốn lớn nhất là sớm ổn định lại cuộc sống, việc đi lại được ổn định. Trong chiều nay mùng 4 tháng 10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng quân đội sẽ tiến hành tổ chức phà thay thế cho người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, các loại xe mô tô. Còn người dân ở đây, hơn bao giờ hết, luôn luôn mong ngóng sớm ổn định việc đi lại qua cây cầu này. Người dân mong ngóng, chờ đợi mỗi ngày. Từ ngày sập cầu Phong Châu, với họ, việc di chuyển bất tiện và khó khăn hơn bao giờ hết. Sống tại huyện Lâm Thao, thế nhưng để đi học tại trường Trung học Phổ thông Hưng Hóa, nằm trên địa bàn huyện Tam Nông, con anh Phan Văn Vinh hàng ngày phải dậy từ rất sớm, vất vả đi hàng chục cây số mới có thể đến trường. Bình thường thì đi từ đây sang bên trường học nó cháu chỉ mất 2-3 cây số thôi. Bây giờ 6:15-20 cháu ở nhà đi vẫn kịp. Nhưng bây giờ các cháu mà đi nếu mà dậy học cấp 3 chẳng hạn. Đây là trung tâm nhá, tôi có tính trung tâm mà về đến sang cấp 3 bên kia đến Hưng Hóa. Nếu mà đi ngược lên Phú Thọ xong đi về đến bến phà Phú Thọ xong rồi quay về đến trường cấp 3 Hưng Hóa nó mất độ gần 40 cây. Rồi các cháu đi học vất vả lắm. Mà đi bây giờ các cháu đi về tận từ lúc 4 rưỡi sáng ấy. Sáng ăn uống đánh răng mặt xong ra đón xe có 5 giờ kém. Chiều rồi sang bên kia học thì đúng ra chưa được về nhà, chưa chẳng được vật vờ ăn bát cơm bát bún 20-30 nghìn vật vờ cổng trường loanh quanh mãi học đến chiều tối mới về nhà. Tối 7 giờ mới về nhà. 7 giờ hơn. Cực kỳ vất vả. Mới đây, lực lượng công binh đã nỗ lực thần tốc thực hiện triển khai cầu phao tạm thời. Thế nhưng, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã làm mực nước dâng cao, rác thải kéo về gây mất an toàn, buộc phải tạm dừng hoạt động cầu phao. Tuy cầu phao hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng người dân đều cảm thấy rất phấn khởi. Đi lại thì nói chung rất là phấn khởi với chúng tôi. Người dân nhé, chúng tôi không đi xe máy, tôi còn đi bộ đi sang bên kia. Để một là mình đi để xem cái con đường sau này mình đi xe máy đi như thế nào để nó hợp lý. Thế nhưng mà đường bên này thì tốt rồi, nhưng đường bên kia là hơi gập ghềnh, hơi khó, lối đi nó hơi khó. Chấp hành nghiêm lắm. Chủ yếu là an toàn cho dân đi là tốt bao nhiêu đâu. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có văn bản gửi Thủ tướng về việc đề xuất Trung ương hỗ trợ công trình xử lý khẩn cấp khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3. Tỉnh Phú Thọ đề nghị được giao triển khai các thủ tục đầu tư 2 công trình, trong đó có hạng mục xây dựng cầu mới thay thế cầu Phong Châu cũ với quy mô hiện đại, đồng bộ với quy mô tuyến quốc lộ 32C với chiều dài 430m, chiều rộng 21,5m. Tổng mức đầu tư là 865 tỷ đồng. Ngân sách Trung ương hỗ trợ là 100%. Trong lúc chờ đợi để có thể xây dựng cây cầu mới, thì với người dân ở hai huyện Tam Nông và Lâm Thao lúc này, mong mỏi lớn nhất vẫn là làm sao cuộc sống ổn định, việc di chuyển bớt khó khăn, vất vả. Tất cả dân tình anh em chúng tôi cũng rất là mong muốn để cái cầu khắc phục thật nhanh để cho các anh em con cháu đi học đi hành đi lại chợ búa cho nó thật là tiện. Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ và huyện Tam Nông sẽ phối hợp chặt chẽ với Lữ đoàn 249, binh chủng công binh để triển khai phương án sử dụng phà đưa người dân qua cầu Phong Châu. Việc sử dụng phà là phương án tạm thời khi cầu phao chưa thể lắp trở lại. Khi nào điều kiện thủy lưu đảm bảo, cầu phao sẽ tiếp tục được sử dụng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân nơi đây. Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13 tháng 10, ngày hôm nay tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra chương trình ngoại khóa sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu và cuộc thi rung chuông vàng cùng em phòng chống thiên tai, kiến tạo tương lai bền vững. Các chương trình ý nghĩa với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai trong trường học thông qua hình thức hoạt động ngoại khóa sáng tạo, bổ ích, từ đó giúp các em nâng cao nhận thức, hành động sớm để ứng phó thiên tai. Ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13 tháng 10 với chủ đề được lựa chọn là trao quyền cho thế hệ trẻ vì một tương lai an toàn trước thiên tai, nhằm tạo điều kiện, cung cấp kiến thức, kỹ năng và khuyến khích tạo cơ hội cho các em được đóng góp ý kiến, phát triển các giải pháp sáng tạo và tham gia vào các hoạt động bảo vệ cộng đồng là một trong những định hướng thiết thực, ý nghĩa vì một tương lai bền vững trước thiên tai. Đây cũng là thông điệp chính được gửi gắm qua các bức tranh tường, được các em học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu vẽ và hoàn thành trong sáng nay.
Các bức tranh được thể hiện sáng tạo với những nét vẽ trong sáng, mảng màu sắc rực rỡ, thể hiện tiếng nói ước mơ của các em học sinh về một mái trường xã hội an toàn hơn trước thiên tai. Những bức tranh không chỉ góp phần làm đẹp khuôn viên nhà trường mà còn là những bài học ý nghĩa giúp các em ghi nhớ và nâng cao nhận thức, chủ động trong phòng chống thiên tai. Điểm mà chúng em muốn truyền tải đã được thể hiện rất rõ trên những bức tranh. Bức tranh đầu tiên chúng em muốn truyền tải là hãy biết nắm bắt và tìm hiểu thêm về những loại hình thiên tai phổ biến xảy ra ở địa phương. Bức tranh thứ hai là hãy đưa ra những giải pháp trước khi mà thiên tai xảy ra để kịp thời phòng tránh và chữa. Và bức tranh thứ ba chính là việc chúng ta hãy cùng góp sức chung tay hành động sớm phòng ngừa thiên tai một cách tốt nhất. Và không thể nào thiếu xây dựng mô hình trường học an toàn trước thiên tai và cuối cùng chính là nâng cao tinh thần tương thân tương ái giữa đồng bào chúng ta. Tại cuộc thi Rung Chuông Vàng, vượt qua vòng sơ khảo, 100 thí sinh là học sinh của trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu đã sôi nổi tranh tài, vượt qua nhiều câu hỏi liên quan đến lĩnh vực phòng chống thiên tai, trong đó có kiến thức về các loại hình thiên tai tại địa phương. Chung cuộc, giải nhất thuộc về em Nguyễn Tú Trâm Anh với màn thể hiện rất xuất sắc. Dạ, con thấy cuộc thi này rất bổ ích và ý nghĩa. Nó giúp cho con có nhiều kiến thức hơn để áp dụng vào đời sống sau này. Con mong con sẽ trở thành một tuyên truyền viên về phòng chống thiên tai. Các hoạt động được tổ chức hôm nay do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản tổ chức là một sân chơi bổ ích, thúc đẩy ý thức học tập, tìm hiểu các kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai, giúp các em hành động sớm để phòng chống thiên tai. Ý nghĩa của cuộc thi này rất là có ý nghĩa rất là tốt đối với học sinh của chúng ta, đặc biệt là đối với các em học sinh ở miền Trung. Miền Trung của chúng ta thì những năm thỉnh thoảng cũng có bão, có lũ, cho nên việc mà chúng ta tổ chức những cuộc thi này là nhằm tuyên truyền cho các em học sinh hiểu rõ về tác hại của thiên tai, bão lũ và giúp cho các em cái cách phòng chống, cái cách mà các em có thể là tự bản thân mình để phòng chống trong cái việc bão lũ. Khái niệm về hành động sớm là đã được đưa ra tại tuyên bố Hạ Long trong cái hội nghị các nước ASEAN về giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Thế thì cái hành động sớm ở đây thì có rất là nhiều ý nghĩa. Hành động sớm có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị trước, chuẩn bị ở giai đoạn phòng ngừa trước khi thiên tai đến, chứ còn khi mà thiên tai đến thì chúng ta sẽ không xử lý kịp. Hành động sớm ở đây là nó có một ý nghĩa rất là sâu xa, đấy là chúng ta cần phải sớm trang bị kiến thức cho thế hệ trẻ để tạo nên một thế hệ người dân Việt Nam sau này có đủ kiến thức, đủ kỹ năng trong phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai. Như vậy thì sẽ giúp cả xã hội an toàn hơn trước thiên tai. Cùng với các chương trình giáo dục trên lớp thì thông qua các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi giúp các em học sinh được phổ biến các kiến thức về phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức và kỹ năng ứng phó với thiên tai cho các em ở trường học, gia đình và xã hội. Thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 4 tháng 10, khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tiêu hủy số hổ và báo chết do nhiễm cúm AH5N1. Trước thông tin hàng chục con hổ báo chết nghi nhiễm cúm AH5N1 tại Đồng Nai, Long An, các cơ sở thú ở nhiều địa phương đang tăng cường công tác chăm sóc, kiểm tra động vật hàng ngày nhằm phòng ngừa nhiều dịch bệnh khi thời tiết giao mùa và hơn hết tạo ra một môi trường sống thuận lợi giúp cho chúng sinh trưởng và phát triển. Ghi nhận dưới đây của phóng viên VTC14 tại Vườn Thú Hà Nội. Ở khu chăn nuôi trưng bày thú dữ gồm hổ, sư tử luôn được chăm sóc đặc biệt. Nền chuồng, sân chơi, hành lang, cống rãnh thường xuyên được tẩy uế, sát trùng, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. Hầu hết tất cả động vật ở đây đã tiêm vaccine phòng dại và 4 bệnh truyền nhiễm. Trong đó vaccine phòng 4 bệnh bao gồm bệnh suy giảm bạch cầu, bệnh viêm mũi, khí quản truyền nhiễm, bệnh viêm màng bụng truyền nhiễm, bệnh hô hấp. Ở đây công việc của chúng tôi là bao gồm là công tác là vệ sinh, chăm sóc, theo dõi và nuôi dưỡng các bạn thú ở đây, từ thú nhỏ đến thú to. Chúng tôi là công tác là chăm sóc, là vệ sinh rất sạch sẽ, chuồng trại sạch sẽ. Sau đó là cho các bạn ấy ăn uống theo khẩu phần ăn, theo định mức.
và theo dõi sức khỏe của các bạn ấy. Khi mà các bạn ấy có biểu hiện ốm hay mệt mỏi hay là có trạng thái là bị bất cứ một cái bệnh khác thường thì chúng tôi bao giờ cũng phải tách riêng các bạn ấy ra một cái ô chuồng khác, ngăn chuồng khác để đảm bảo cho các bạn đàn thú ở đấy là không bị lây bệnh và các bạn đấy là cũng được chăm sóc kỹ hơn và tốt hơn. Trước khi đến giờ ăn, các thực phẩm cung cấp cho động vật phải được kiểm tra theo đúng quy trình, đảm bảo về mặt tươi, sạch. Về cái nguồn gốc thức ăn là được kiểm soát và đảm bảo tuyệt đối, tức là thức ăn được cung cấp tại những cái địa điểm cũng như là các cơ sở uy tín có an toàn, có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như là có đóng dấu kiểm dịch của cơ quan thú y. Ngoài việc chăm sóc, các xí nghiệp chăn nuôi động vật luôn chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh, theo dõi giám sát những động vật bị bệnh và nghi bị bệnh để cách ly, điều trị kịp thời. Quá trình thực hiện cái công tác chăm sóc nuôi dưỡng cũng như là vệ sinh phòng bệnh ấy thì trong những năm qua thì tại vườn thú Hà Nội thì không để xảy ra tình hình dịch bệnh nào trên đàn động vật hiện đang nuôi và trưng bày tại vườn thú Hà Nội. Chúng tôi thực hiện đầy đủ các cái công tác như là vệ sinh phòng bệnh đối với cả chuồng trại cũng như là đối với cả toàn đàn động vật hiện đang nuôi tại đây. Công tác chăm sóc và nuôi dưỡng thì gồm có đảm bảo tốt các cái nguồn dinh dưỡng, năng lượng cũng như là bổ sung một số các cái vitamin, khoáng chất vào các cái thời điểm giao mùa cho toàn đàn động vật. Đối với cả cái nội dung công tác phòng bệnh bằng vaccine thì toàn đàn cũng đã được tiêm phòng định kỳ theo kế hoạch hàng năm. Việc duy trì tốt sức khỏe cho động vật là điều cần thiết và phải thực hiện liên tục với mục đích nhằm giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh xảy ra. Trước thông tin hàng chục con hổ báo chết nghi nhiễm cúm AH5N1 tại Đồng Nai, Long An, những ngày qua, Vườn Thú Hà Nội đã sẵn sàng triển khai tổ chức công tác phòng chống dịch bệnh, khoanh vùng và xử lý. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho động vật mà còn tạo ra môi trường sống tốt cho du khách khi đi tham quan tại đây.